chào chị Trang ạ, em vừa gọi cho mình đến viện thẩm mỹ Lavender chị ạ. Xin chúc mừng chị đã nhận được một liệu trình tắm trắng miễn phí ở bên em chị nhé. Chị ơi, bây giờ mình bắt đầu làm nhé. Xong cái điện thoại. Chúc em tắm ba vui vẻ. Ôi em cảm ơn. Ôi em cảm ơn mọi người ạ. Mọi người nói bất ngờ quá. Và đến lúc đấy thì em vẫn không biết gì cả. Và em cứ nghĩ mình là người may mắn nhận được voucher cơ. Nhưng mà đến lúc mà anh ấy dành cho em cái sự bất ngờ này thì em vỡ òa trong sung sướng. Cảm ơn anh yêu nhé. Em cứ quẹt thoải mái cho anh. Vợ mình sau khi sinh xong ấy thường hay than là rất là béo, mà hay thấy bà dầu dĩ nữa. Nhưng mà đặc biệt là bà này hay có cái kiểu là cứ cho đi làm đẹp thì lại rất là vui. Mà thường thì vợ vui thì bao giờ chồng cũng được vui lây, vợ nhỉ? Chào anh chị ạ. Hôm nay thì đang lơ mà em có cái quà kia đến chị ạ. Đó là voucher chị ạ, đáng vợ. Anh nhìn anh. Ủa, đi làm đẹp giảm béo mà cũng có quà không về này, tặng vợ này. Vâng, đây là tất cả những gì mà em chỉ cho chị ạ. Vâng, công phu hết nhở. Có cả rượu này vợ này. Mình cùng ly cái nhở. Ok, chúc mừng vợ giảm béo thành công. Mẹ làm liệu trình thơ mát đã xong chưa? Con chọn quà quá chuẩn đúng không? Một năm nữa con về con đưa mẹ đi làm đẹp nhá. Mẹ ơi, con này. Ơ, con bé này. Sao mẹ ở đây? Con không thể tin nổi là con gái lại ngồi ngay trước mặt mẹ như thế này. Đáng lẽ ra là phải một năm nữa nó mới về cơ. Cảm ơn Lavender rất nhiều vì đã giúp mình tặng mẹ một món quà ý nghĩa như thế này. Nhìn mẹ vui và mình cũng rất hạnh phúc. Trao nhan sắc gửi yêu thương cùng viện thẩm mỹ Lavender. Gọi ngay hotline 090 230 8888 để nhận ưu đãi lên tới 50% cùng quà tặng 8 triệu.